Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một loại hạt giống, vẫn là giống hoa tổ ong mít đó. Các bạn nhìn thấy những loại hoa này, cái hoa này thì hoa nó rất là nhỏ thôi đó. Trong một gói này cũng trộn lẫn các màu rồi, thì gồm có màu trắng này, màu phớt hồng này, màu hồng đậm này, màu tím nó cũng có nữa đó. Những là nhiều màu sắc rất là nổi bật đó. Thì cái hoa tổ ong này các bạn thời vụ thì các bạn có thể trồng quanh năm được đó. Cái nhiệt độ để nảy mầm là 20 đến 30 độ C, và cái nhiệt độ này nó cũng cho chúng ta là cho phép là cây của chúng ta sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Chiều cao cây chỉ tầm 30 đến 40 cm thôi. Màu sắc thì rất là nhiều màu. Cái thời gian ra hoa khoảng tầm 80 đến 90 ngày thì các bạn thấy là cái thời gian nó cũng khá là ngắn ngày đúng không ạ? Thì các bạn có thể trồng một loại hoa này. Nó cũng rất là dễ trồng thôi.